chào mừng các bạn đã đến với kênh tôi là người củ chi hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một bộ mẹ con cái xin và một con cái xin tơ các bạn đây đứng trước mặt bạn là bộ mẹ con cái xin các bạn bà mẹ này dạng mẫu bom bay các bạn Đó, rúng các bạn không rúng yếm nghiêm chỉnh này các bạn rúng yếm nghiêm chỉnh sai tích nghiêm chỉnh luôn các bạn dẫn cái xin cái xin các bạn cái xin này lưng đôi các bạn thấy không Gu bạc lưng đôi Đuôi dài Sái tích thì nghiêm chỉnh các bạn Chân móng thì hoàn thiện Xương trà bá luôn các bạn Mẹ con đều xương lớn các bạn à, Cái xin hết đời các bạn Cái xin nó rúng Rúng yếm đồ là nghiêm chỉnh các bạn Mẹ cũng vậy các bạn Hai mẹ con đều quyền bò hết các bạn à, Hai mẹ con này thì chủ báo giá là 42 triệu các bạn Bà mẹ mẫu Bombay cao 1m22 bò à, còn con con cái xin thì cao 1m05 bò các bạn à, bà mẹ gác nọc xin được uh, 1 tháng 19 ngày các bạn gác nọc xin được 1 tháng 19 ngày à, lưới nhì nha các bạn lưới nhì còn con các bạn thấy không cao 1m05 bò nè các bạn chân móng rồi là hoàn thiện hết đỏ ao các bạn hai mẹ con không lan giá nha các bạn à, lưng đôi hẳn băng các bạn thấy không rúng nếm đồ nghiêm chỉnh các bạn còn đây là cái sin tơ nè các bạn xin center thấy cái rúng các bạn rúng nghiêm đồ nghiêm chỉnh các bạn sái tích nghiêm chỉnh center cao một m 17 bò các bạn cao một m 17 bò chân móng hoàn thiện các bạn chân móng hoàn thiện cao mét mười bò chân móng hoàn thiện giá 25 triệu các bạn quyền bò các bạn lưng thẳng quyền bò không lan giá các bạn từ đầu tới chân là quyền bò hết các bạn mẫu bò đẹp các bạn giá 25 triệu các bạn giá 25 triệu anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại chú bò mình comment dưới màn hình video nha các bạn chân móng sò nè bạn không chân trước chân sau thẳng băng các bạn rúng nè rúng yếm nghiêm chỉnh các bạn lưng thẳng nè gu nè các bạn không sái tích thì nghiêm chỉnh nè các bạn vú mớm thì đều hết các bạn con này cũng mẫu bom bay các bạn lưng một lưng nè các bạn giá 25 triệu cao mét 17 bò các bạn quyền bò các bạn đu dài bộ mẹ con nè các bạn À, còn con đó các bạn con, con rúng yếm đồ nghiêm chỉnh các bạn không lan chỗ nào nha các bạn đu dài nè các bạn lưng thẳng bạc gu đó. con cao mấy lê năm bò bộ mẹ con này chủ báo giá là 42 triệu các bạn 42 triệu bộ mẹ mẫu Bombay bay hạ đồng bò này dạng bò hạ đồng nha các bạn bộ mẹ cao mét 22 bò các bạn Con con cao mét lê năm bò bộ mẹ rúng yếm nghiêm chỉnh nè các bạn à, vú đều Uh, chân móng rồi là hoàn thiện hết tất cả các bạn bò mẹ không lan giá nha các bạn uh, gác độc sinh được một tháng 19 ngày lưới nhì nha các bạn lưới nhì giá 42 triệu các bạn giá 42 triệu đó anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn uh, mẹ con khả đồng ăn uống khỏi chê các bạn rất là giỏi nha rủng yếm nè các bạn không nghiêm chỉnh hết sái tích nghiêm chỉnh đó, uh, cao mét 22 hai, hai bò mẫu bom bay các bạn con mẹ này cái, cái, cái nó bò tàn ngang các bạn nói chung là bò này quyền bò hết các bạn cái bầu vú các bạn không ghét nọc xin được một tháng 19 ngày các bạn rồi, cái hoa teo nhách này, các bạn nói chung là khả năng chữa cũng rất là cao các bạn ừ, khả năng chữa cũng rất là cao chân móng rồi hoàn thiện hết sải mặt sẽ lưng rồi chính sái hết các bạn bốn ừ, giá 42 triệu các bạn giá 42 triệu ừ, bà mẹ cao mét 22 bò này các bạn Ờ, còn cái center này các bạn center thì cao mét 17 bò sái tích nghiêm chỉnh xương xương trà bá luôn các bạn xương cối rúng yếm đồ nghiêm chỉnh qua ờ, đen đu dài qua ờ, đen đu dài giá 25 triệu cao mét 17 bò các bạn giá 25 triệu cao mét 17 bò còn bộ mẹ con này là 42 triệu bộ mẹ gác lọc sinh được 1 tháng 19 ngày các bạn con mẹ cao mét 22 bò mẫu bom bay con con cao mét lên 5 bò ờ, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn Uh, cảm ơn các bạn đã theo dõi video